xin mến chào quý vị. Hôm nay Cathy làm một món cơm gia đình. Mà nói cơm vậy chứ thực ra cái món này là trẻ em thích nhiều nhất. Cathy muốn nói đến là mì xào với xúc xích. Mà hôm nay quý vị thấy cái mì này đó là nó lạng cái là khô. Cái này là thực ra ở trong cái gói mì mà Hàn Quốc mà có loại to ha. Một hồi nữa mình sẽ luộc lên. Xong rồi mình có những cái xúc xích như thế này. Kế bên này thì cái nào mà mình thích á, cái loại này là nó có gia vị trong này nên mình thấy nó hơi xanh xanh đen đen bên này. Xúc xích này là bò. Xong rồi tí xíu giá. Cái này là bắp cải, bell pepper đỏ, hành và tỏi. Rất là đơn giản và ăn cũng rất là ngon đó quý vị. Bây giờ thì Cathy bắt đầu thì mình để cho nước sôi. Mình cứ để đó đi. Cái này là thường thường trong mấy cái gói đó họ nói là nước sôi. Xong rồi 3 phút 10 giây mới là lấy mì ra được. Để mình xem. Rồi Cathy để cái lửa cao đi ha. Xong rồi kế tiếp này đó thì mình có thể lấy một cái chảo để mình xắt cái xúc xích này ra. Xong rồi mình giống như là mình chiên nó lên để nó ra mỡ một tí xíu. Và mình sẽ lấy cái gia vị và cái mùi của cái xúc xích đó. Nó nồng nồng, có tỏi trong này cũng giống như là tiêu, để cho nó thơm ngon cái phần mình xào lên. Bây giờ thì Cathy sẽ cắt nó phân nửa, xong rồi mình cắt lại xéo xéo. Sẵn thớt luôn, Cathy sẽ cắt củ hành trắng này. Này là khoảng chừng một cốc ạ. Cái này thì nó được thơm và cũng như là được tí xíu giòn giòn và ngọt nữa. Đúng chưa? Thì cố gắng. Rồi, xúc xích đây. Nó mình lấy ra. Cái này thì làm có một vắt à, muốn làm cái dĩa nhỏ nhỏ tại vì mình muốn là cái phần rau cải nó cũng khá nhiều hôm nay đó nên cho nó bổ. Rồi để đây đi, chưa gì hết. Nhanh ơi là nhanh, mình đảo qua đảo lại đặng cho hai mặt đều được vàng lên. Thì sẽ cắt luôn cái phần cái bắp cải này. Cái bắp cải này mình thấy nó là nó trắng mà nó cũng rời rời như thế này là tại vì ở này trong chợ Việt Nam mình bán gọi là bắp cải Đài Loan, so Taiwanese, nên nó không có giống như là nó chắc như là bắp cải Mỹ mình hay thấy. Mà cái này thì có thể thấy là nó giòn và nó được ngọt lắm, nên bây giờ Cathy thay đổi là làm nấu với bắp cải Đài Loan này. Wow, giờ nó ra mỡ như thế này, nó cũng khá nhiều. Hồi nữa ta đi lấy ra bớt nha, tại vì mình chỉ để lại một tí xíu mỡ để mình xào rau cải. Lấy ra một tí đi, nếu mà thiếu mình có thể để vào. Cái ớt đỏ đây, Cathy thích cái ớt đỏ này là tại vì nó có rất nhiều vitamin và cái màu nó cũng đẹp nữa. Nó nổ cái rầm. Careful. Rồi mình cắt sợi sợi ra như thế này. Ok, xong rồi ha. Bây giờ thì Cathy sẽ để bắp cải vào, bắt đầu mình nấu cho nó chín một tí xíu. Lên đây mình để medium 2 nha, lửa nó cao quá kể như là cũng gần xong rồi. Cái dĩa này Cathy làm hôm nay thực ra là rau cải nó nhiều. Bây giờ mình để luôn là cái phần tỏi và hành trắng vào để bắt đầu nó được chín tí và được thơm nữa.
cuối cùng mình mới để giá. Rồi mình thấy đây, cái cuối cùng thì bây giờ mình để đây là giá và ớt đỏ. Ta-da! Thực ra nếu mà mình diet mà mình không có muốn ăn mì đó, mình có thể ăn nhiều giá và bắp cải cũng được luôn, không có chất bột. Rồi bây giờ đó mình cứ để lửa medium high mình cho bắt đầu nó hòa lại với nhau. Bây giờ Cathy sẽ để tí xíu nước tương, nhưng mà trước khi đó để nước tương vào đâu? Cathy để nước tương để thấm vào cái phần của cái mì. Đây, nước tương loại cũng nhẹ nhẹ, Cathy sẽ để là 4 muỗng nhỏ nhỏ như thế này đây. Mình trộn như thế này, cái mì nó được nó vàng lên và được thấm. Thấm nước tương vào đó, cũng giống như là cái này Cathy muốn để cho nó màu đỏ và cay cay. Cái này là phần satê, mà ớt satê này là cái loại giòn và có mè trong này của Đài Loan. Cathy sẽ xài một muỗng canh đó. Nó có màu cũng rất là đẹp nữa. Rồi xong rồi mình trộn lên, mình mới để vào chảo. Bây giờ thì mình có thể thấy là dưới 10 phút là đã xong. Xúc xích thì chín rất là nhanh. Tại vì thực ra xúc xích là đã chín rồi. Lúc mà mình xào lên đó, thì mình muốn mở nó ra lên một tí xíu nữa, chứ thực ra cái thịt thì là chín. Rồi bây giờ mình có thể tắt lửa, tại Cathy không có muốn cái này nó nát. Cái mì này bây giờ mình đổ vào đây, xong rồi mình đảo lên, rất là hấp dẫn, màu vàng và đỏ như thế này. Thì mình có thể thử nè, nhưng mà lúc mà mình ăn á thì là có thể để tí xíu nước tương nữa nếu mà cần. Thì có thể thử nha. Thường thường xúc xích nó ra mùi khối khối. Ngon mà nó mặn mặn nữa, nên thực ra mình không có cần để muối hoặc là quá nhiều xì dầu. Bây giờ đã xong, thôi để Cathy bắt đầu để vào dĩa để lên bàn ăn. Hồi nãy mình làm có một gói á, quý vị thấy không, nhưng mà cũng đầy lắm á, tại vì mình để nhiều rau cải. Lâu lâu mình thay đổi chương trình. Cái này đó thì là Cathy thấy nó hơi cay á nha quý vị. Nếu mà trẻ em ăn thì mình ăn, mình để ít cái satê vào. Cathy thích là tại vì nó thơm và nó được cái màu đỏ đẹp nữa. Bây giờ mình thử nha. Cay. Mà mình thích là cái này, nó có mè trong này. Vừa ăn mà vừa thích hà. Cathy biết là nếu quý vị làm cái món này rồi đó, thế nào con em mình cũng đòi là làm vài lần nữa trong tuần á. Tại vì ăn nó vui vui. Thế này đây, mấy con mì nó quăng. Mà nó được còn dai dai nữa, nó không bị ngán. Bắp cải thì còn giòn, giá thì vẫn còn giòn giòn. Cái gì nó cũng giòn hết. Quý vị thấy cái này hấp dẫn ha quý vị ha. So good. Mà cái này chắc vừa ăn rồi mình khỏi phải để nước tương vào nữa. Hấp dẫn ha quý vị ha. Cathy mong rằng quý vị sẽ chiều nay lấy mì gói ra liền xào lên một nồi mì xào xúc xích như Cathy đã làm. Hẹn gặp kỳ sau nha quý vị, mình sẽ làm một món ngon nữa. Bye bye.
nhâm 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 cay quá.